Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là Minh Nguyệt đây. Ngày hôm nay thì tiết trời có vẻ lạnh hơn rất là nhiều rồi. Không biết là các bạn đã có ai nhắc nhở mình mặc thêm áo ấm chưa nhỉ? Chắc chắn là có rồi đúng không nào? Mấy ngày hôm nay ở miền Trung thì trời đang mưa bão rất là lớn. Và Nguyệt cũng rất là thương cho những bà con mà chúng ta đang vất vả dọn dẹp, thu gọn đồ đạc. Hy vọng rằng là mưa sẽ nhanh tạnh và nước sẽ rút xuống để chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Ngày hôm nay vì trời mưa rất là lớn nên là Nguyệt không có đi ra ngoài và Nguyệt ở nhà đọc sách. Và Nguyệt vừa đọc xong một cuốn sách và Nguyệt nghĩ ngay tới các bạn là Nguyệt phải review cuốn sách này tới cho các bạn để các bạn biết và đọc cuốn sách này. Một cuốn sách mà Nguyệt nghĩ rằng nó rất là bổ ích và phù hợp với tất cả chúng ta. Các bạn thân mến, đọc sách luôn là một thói quen tốt và đọc sách cũng chính là thói quen của những người thành đạt, những người giàu nhất trên thế giới. Họ đọc rất nhiều sách luôn. Sách không những mang lại cho chúng ta một kho tàng kiến thức rộng lớn về mọi lĩnh vực mà còn giúp cho chúng ta nâng cao khả năng phân tích và tư duy mạnh mẽ. Đọc sách càng nhiều, khả năng vốn từ của chúng ta sẽ được mở rộng, giúp kích thích tinh thần, giảm căng thẳng, tăng trí nhớ và chắc chắn rồi chúng ta sẽ bất ngờ với khả năng tập trung của mình khi phát triển thói quen đọc sách. Nhưng một câu hỏi được đặt ra ở đây là đọc sách như thế nào là đúng, như thế nào là hiệu quả và đọc như thế nào để nhớ được lâu hơn? Thì đây chắc chắn là một câu hỏi mà rất là nhiều bạn đang còn thắc mắc đúng không nào? Và ngày hôm nay thì Nguyệt sẽ bật mí cho tất cả các bạn câu trả lời thông qua cuốn sách Đọc nhiều, nhớ được bao nhiêu của tác giả Zion Kabasawa. Trước khi đi vào những phương pháp để chúng ta đọc đâu nhớ đó, chúng ta sẽ điểm qua một số lợi ích của việc đọc sách mà cuốn sách này nói đến các bạn nha. Lợi ích đầu tiên chúng ta phải nhắc tới đó chính là khai thông trí tuệ. Đọc sách sẽ giúp chúng ta phải suy nghĩ, ghi nhớ, làm tăng khả năng liên kết của các neuron thần kinh và việc này được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến cho chúng ta trở nên thông minh hơn. Thứ hai đó là phát triển bản thân. Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ cho rằng thông minh, lanh lợi là điều ngay sau khi chúng ta sinh ra đã định sẵn và hệ thần kinh sẽ chỉ phát triển đến độ tuổi 20. Nhưng qua những cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng đây hoàn toàn là một suy nghĩ sai lầm. Não bộ của chúng ta sẽ được tăng trưởng nhờ vào việc luyện tập và từ đó năng lực của chúng ta sẽ được phát triển suốt đời. Và nhờ vào việc đọc sách, không chỉ lượng thông tin kiến thức tăng lên mà kỹ năng ngôn ngữ cũng tự được mài giũa. Thế nên chắc chắn rằng việc đọc sách sẽ đưa đến việc phát triển tư duy cho chúng ta. Thứ ba, rất nhiều người trong chúng ta mong muốn rằng mình sẽ có thật là nhiều tiền, mong muốn rằng mình sẽ có một mức thu nhập cao ngất ngưởng, vào được một công ty trả lương cao. Nhưng rất ít người dám tự tin trả lời về việc mình đang nỗ lực như thế nào để kiếm tiền. Có một sự thật là lượng sách bạn đọc sẽ tương ứng với mức thu nhập của bạn. Và kể từ ngày hôm nay, dù ghét sách đến đâu, nhưng các bạn hãy nghĩ đến việc đọc sách sẽ tăng thu nhập cho các bạn. Thì chắc chắn các bạn sẽ có động lực để đọc sách, đúng không nào? Cần có vô vàn lợi ích của việc đọc sách có thể mang lại cho chúng ta đã đề cập đến trong cuốn sách này các bạn nha. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi quan trọng hơn. Đó là làm thế nào để chúng ta đọc sách không quên, làm sao để chúng ta đọc để những ngôn từ, những lời văn, những câu chuyện thấm vào máu thịt của mình. Và Nguyệt sẽ chia sẻ với các bạn một số kỹ năng, một số phương pháp hiệu quả mà tác giả Zion Kabasawa đã đề cập tới. Phương pháp đầu tiên để lưu giữ những kiến thức mà chúng ta đã được thu nạp từ sách thì chúng ta hãy ôn tập lại kiến thức mà chúng ta đã học từ 1 đến 3 lần. Có 4 cách ôn như sau. Thứ nhất là chúng ta vừa đọc vừa ghi, vừa gạch chân và tô bút dạ lông. Thứ hai, chúng ta hãy nói với người khác về nội dung của cuốn sách và khuyên người khác đọc cuốn sách đó. Thứ ba, chúng ta hãy chia sẻ điểm tâm đắc hay là những câu nói hay ở trong cuốn sách mà bạn đã học được. Thứ tư là chúng ta hãy viết, bình luận, hãy review về sách lên Zalo, Facebook hoặc là Instagram. Và phương pháp thứ hai, để đọc được nhiều sách hơn, nhớ lâu hơn, chúng ta hãy đọc sách vào thời gian trống. Có lẽ rất là nhiều người trả lời rằng, tôi làm gì có thời gian trống mà đọc sách. Nhưng đây chính là lời ngụy biện lớn nhất cho những người không đọc sách. Nói về thời gian trống như là khi chúng ta đi xe buýt, khi chúng ta đi tàu, hay là khi chúng ta nghỉ trưa ở công ty, hay là vào những giờ giải lao ở trường, thì chúng ta hãy luôn luôn thủ sẵn cho mình một cuốn sách trong người để khi nào chúng ta cảm thấy rảnh thì chúng ta sẽ đưa ra đọc. Và theo những nghiên cứu thì có nhiều người đã đọc được từ 30
đến 40 cuốn sách mỗi tháng nhờ vào việc tận dụng triệt để thời gian. Và đây cũng chính là kỹ năng giúp cho các bạn quản lý thời gian được tốt hơn. Phương pháp thứ 3, chúng ta hãy đọc sách theo nguyên tắc 15, 45 và 90. Đối với nhiều người, dành hàng tiếng đồng hồ liền để đọc sách thì là điều dễ dàng. Nhưng cũng có một số người trong chúng ta chưa làm quen được với thói quen này. Cứ hễ cầm sách lên là cứ cảm thấy mắt ríu lại và chúng ta không thể tập trung vào. Khả năng tập trung não bộ của chúng ta có giới hạn và nó sẽ được chia thành 3 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là tập trung cao độ 15 phút đầu tiên. Giai đoạn thứ hai tập trung ở mức bình thường là 45 phút. Và đấy là lý do tại sao ở khi chúng ta trải qua thời học sinh, chúng ta cứ thấy là cứ chúng ta học một tiết thì chúng ta sẽ được nghỉ giải lao. Hoặc là khi chúng ta xem đá bóng thì cứ 45 phút thì chúng ta thấy các cầu thủ nghỉ giữa hiệp, đúng không nào? Và giai đoạn thứ ba là khả năng tập trung giới hạn là 90 phút. Nếu chúng ta rèn luyện được khả năng tập trung dài hạn thì đó là một điều tốt. Còn nếu khi chúng ta chưa luyện tập thì chúng ta hãy cứ cố gắng 15 phút một lần, 15 phút một lần để chúng ta tập trung vào việc đọc sách. Và cứ mỗi lần được 15 phút như vậy, nhiều lần thì một ngày bạn sẽ rèn luyện được thói quen tập trung nhiều hàng giờ liền. Và vừa rồi là một trong những phương pháp đọc sách để làm sao chúng ta nhớ nhanh và nhớ lâu được nói đến trong cuốn sách Đọc nhiều nhớ được bao nhiêu của tác giả Zion Kabasawa các bạn nha. Và còn rất là nhiều phương pháp mà Nguyệt chưa đề cập hết ở trong cuốn sách này. Và một phần cuối cùng cho phần giới thiệu và review dành cho cuốn sách này, Nguyệt sẽ trả lời câu hỏi là cách tìm được những cuốn sách cần thiết cho bản thân. Có hai cách mà Nguyệt nghĩ nếu chúng ta áp dụng thì chắc chắn sẽ giảm thiểu tỷ lệ những cuốn sách mà chúng ta mua về chúng ta không đọc. Thứ nhất, chúng ta cần cài đặt tư duy là không phải sách bán chạy cứ là tốt, sách bạn muốn đọc mới là tốt. Khi đọc sách, bạn nên tự hỏi rằng bạn có muốn đọc sách đó hay không, chứ không phải đó là cuốn sách bán chạy hay không. Nếu thực sự bạn muốn đọc cuốn sách bán chạy thì bạn có thể mua, nhưng nếu bạn không muốn thì bạn đừng mua, chỉ đơn giản vậy thôi. Thứ hai là đọc những cuốn sách được người khác giới thiệu thay vì tùy ý đọc. Có nhiều bạn sẽ nói rằng tôi đã từng đọc rất nhiều cuốn sách khác nhau nhưng tôi chưa bao giờ tìm được cuốn sách hay. Cách đơn giản là bạn hãy lọc ra những cuốn sách người khác khuyên bạn đọc, phán đoán lựa chọn bằng con mắt của bản thân, không phải là 100%, nhưng chắc chắn bạn sẽ nâng cao xác suất gặp sách hay. Và trên đây là hai cái cách mà Nguyệt nghĩ rằng chúng ta chỉ cần áp dụng hai cách này vào việc mua sách thì Nguyệt nghĩ rằng tất cả các bạn sẽ tìm được những cuốn sách giá trị và phù hợp với bản thân mình. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi Nguyệt đã giới thiệu và review sơ qua nội dung của cuốn sách Đọc nhiều nhớ được bao nhiêu của tác giả Zion Kabasawa. Và chắc chắn rồi, mỗi cuốn sách thì sẽ có những giá trị khác nhau, những bài học khác nhau và những kiến thức khác nhau. Và Nguyệt nghĩ rằng cuốn sách này sẽ là một cuốn sách tốt, một cuốn sách nền móng cho chúng ta trước khi đọc những cuốn sách khác, một cuốn sách mà cung cấp cho chúng ta những phương pháp, những chiến lược để chúng ta đọc nhanh hơn, đọc lâu hơn, đọc nhớ sâu hơn. Và Nguyệt khuyên rằng tất cả các bạn nên đọc qua cuốn sách này để cho chúng ta sẽ hiểu được cái cách đọc, để chúng ta sẽ đọc hiệu quả hơn vào những cuốn sách khác các bạn nhé. Một lần nữa, mọi người xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để đón xem đoạn video này của mình. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những đoạn video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.